Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tại phiên họp Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025, trong đó đã vinh danh những công lao công hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam và thế giới. Đây là nguồn động viên sâu sắc đối với toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế và là niềm tự hào của người dân trên hai quê hương của đại danh y, quê nội Hưng Yên và quê ngoại Hà Tĩnh. Đại danh y Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại mảnh đất Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay thuộc thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Danh y Lê Hữu Trác là người con thứ bảy nên những người trong gia đình thường gọi ông là cậu Chiêu Bảy. Gia đình ông vốn nổi tiếng bởi truyền thống đỗ đạt khoa bảng, rất nhiều người làm quan to trong triều đình. Cha của ông là Lê Hữu Mưu, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, được nhà vua phong chức ngự sử, tước bá, khi mất được truy tặng thượng thư. Chú của ông là Lê Hữu Kiều, cũng là đại thần của triều đình nhà Lê. Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng với trí tuệ hơn người, thi đậu liền tam trường. Về đến Hương Sơn, Hà Tĩnh, được một vài năm, cụ bị mắc bệnh, hiểm nghèo. Sau gần 2 năm thì tìm được lương y Trần Độc ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thầy đã tận tâm chữa khỏi bệnh cho cụ. Trong quá trình chữa bệnh thì Hải Thượng Lãn Ông có suy nghĩ cái việc làm có ích nhất là cái việc cứu nhân độ thế, tựa chữa bệnh cứu người. Cho nên là cụ đã theo lương y Trần Độc tìm tòi các cái thuốc quý ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, là vùng rừng núi chập trùng rất là nhiều dược liệu. Hơn 40 năm ẩn cư, mặc dù tự nhận mình là Lãn ông già lười, nhưng đó lại là những năm tháng lao động, làm việc cần cù, tâm huyết và đầy sức sáng tạo của Hải Thượng. Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản vô cùng quý giá, đó là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá như Y Hải Cầu Nguyên năm 1782, Thượng Kinh Ký Sự năm 1783, Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe, Vận Khí Bí Điển năm 1786. Những di sản của ông để lại vẫn còn nguyên giá trị và được các thế hệ ngành y kế thừa, sử dụng nhằm góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Luôn ứng dụng và lan tỏa những cái di sản quý báu của cụ, mỗi cán bộ nhân viên không ngừng học tập, trao dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, vững về y thuật, sáng về y đức, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ông qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm 1791, năm Tân Hợi, tại xứ Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng thọ 67 tuổi. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam, cùng phối thờ chung với đại danh y Tuệ Tĩnh. Hiện nay, tại quê nội của danh y ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và quê ngoại ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đều có khu, quần thể di tích lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử, minh chứng cho danh thơm và gương sáng về y đức, y thuật của đại danh y Lê Hữu Trác. Ủy ban UNESCO của Liên Hợp Quốc có vinh danh cụ Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Thế được thông tin này về là cả dòng họ phấn khởi và vô cùng cảm động, tự hào. Chúng tôi thể tăng cường công tác giáo dục những giá trị tốt đẹp mà do đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại. Trong đó là chú ý vào thì từng lớp thanh thiếu niên học sinh và đội ngũ ngành y tế thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động gắn với cái lễ kỷ niệm ngày mất rồi ngày sinh của đại danh y. Cuộc đời của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến. Ông xứng đáng là người đã dựng ngọn cờ đỏ thắm trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng chói về y đức, y đạo, y thuật cho muôn đời noi theo.